Chiều nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân đã dự chương trình tổng duyệt nội dung vận hành cơ chế trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Tham dự còn có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đặng Ngọc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đặng Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh, các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các thành viên trong khung diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Nội dung tổng duyệt vận hành cơ chế trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Quảng Ngãi có 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng. Giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ. Giai đoạn 3, thực hành tác chiến phòng thủ. Các đại biểu tập trung vào 3 nội dung cuộc họp chính trong các giai đoạn vận hành cơ chế. Đó là họp ban chỉ huy khẩn cấp về quốc phòng, hội nghị ban chấp hành đảng bộ tỉnh ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái thời chiến, họp ban chỉ đạo phòng không nhân dân. Bước đầu, các thành viên trong khung tập đã nắm được nguyên tắc vận dụng vào sát tình huống của ban chỉ đạo đề ra và tham gia thảo luận sát đúng với tình hình thực tiễn của địa phương và nhiệm vụ của ngành. Trong diễn thử, tác phong của các thành viên nghiêm túc, phát biểu tương đối phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Người chủ trì cuộc họp kết luận rõ ràng, ngắn gọn, các đơn vị chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ diễn tập, quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ thị của quân khu và ý định diễn tập đã được phê duyệt.